Xin chào tất cả mọi người. Mời mọi người cùng bắt đầu vào bài đếm nhịp ba quan mời chầu. Và bây giờ mời mọi người cùng bắt đầu vào bài tập. Động tác thứ nhất. 1 2 3 4 5 6 2 2 3 4 5 6. Động tác thứ hai. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Động tác thứ 3. 1 2 3 4 5 6 2 2 3 4 5 6. Động tác thứ tư. 1 2 3 4 5 6 7 8. Động tác thứ 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Động tác thứ 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Động tác thứ 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Động tác thứ 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Động tác thứ 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Động tác thứ 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Vừa rồi chúng ta đã đi xong từng động tác và bây giờ
mời mọi người cùng vào khớp nhạc chậm.